Sư cho con hỏi, khi một con muỗi đốt mình rồi mình cho nó hút máu à mình, vậy đây có được xem là bố thí không? Vì chúng sanh đó nhờ hút máu mình mà no bụng, có phước báo không hay là tự làm khổ mình? Rồi thì cái này trả lời ngắn gọn ha, là quý vị đã có cái chủ tâm là để cho nó hút và muốn cho nó máu thì cái này cũng được gọi là bố thí.